Tiếp tục chuỗi video cách sử dụng thuốc, hôm nay Y Dược Tử Vi chia sẻ đến các bạn một thuốc có thể nói rất hay gặp tại nhà thuốc, đó là Piracetam. Piracetam là một thuốc hương trí dùng để cải thiện chuyển hóa của tế bào thần kinh. Có nhiều dạng dùng khác nhau, nhưng các bạn chỉ cần quan tâm đến đường uống thôi là được rồi. Các hàm lượng là 1.200, 800 và 400mg là rất hay sử dụng. Đôi khi cũng có dạng nước 800mg trên 10ml dùng để uống. Có một số biệt dưỡng rất hay gặp tại nhà thuốc như là Neutropil hay là Mafitone. Ngoài ra, Piracetam thường kết hợp với một thuốc kháng histamine để hỗ trợ điều trị chóng mặt như là Calcitam Plus kết hợp giữa Piracetam và Cinnarizine. Piracetam là dạng xuất của vòng acid gamma-aminobutyric và GABA, được coi là một chất có tác dụng hương trí, cải thiện chuyển hóa của tế bào thần kinh, nên có tác dụng trong việc điều trị chóng mặt ở một số bệnh lý như là rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu lên não hay là thiếu oxy não. Piracetam tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như là acetylcholine, noradrenaline, dopamine, nên được chỉ định ở một số bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung hoặc là thiếu tỉnh táo. Nhưng hiện tại còn chưa hiểu và chưa biết nhiều về tác dụng đặc hiệu và cũng như là cơ chế của Piracetam. Về góc độ các liều thuốc, bạn chỉ cần quan tâm đến hai cái chỉ định này thôi là được rồi. Ngoài ra, nó còn được chỉ định ở một số trường hợp như là cai rượu hay là điều trị giật rung cơ có nguồn gốc là vào não. Vừa lợi dụng thì cũng sẽ tùy theo là bệnh lý và tùy theo là từng đối tượng. Thông thường dùng từ 400 cho đến 800mg nhân 2 hoặc là 3 lần trong một ngày. Điều trị ngừng rượu là 12g trong một ngày trong thời gian cai rượu đầu tiên. Còn điều trị duy trì thì cứ uống 2.4g trong một ngày là ok. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc Piracetam. Thứ nhất là thuốc chỉ dùng cho người lớn, không dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Thứ hai là thuốc quay được nhau thai cũng như là bài tiết mạnh qua sữa mẹ, nên không dùng cho đối tượng phụ nữ mang thai cũng như là phụ nữ đang cho con bú. Thứ ba là người bị suy gan và suy thận nặng thì không được phép sử dụng Piracetam vì thuốc thải trừ chủ yếu qua hai con đường này. Ok, video hôm nay Y Tử Vi nói đến đây thôi. Mọi video đều là miễn phí. Các bạn có thể giúp Y Tử Vi có động lực tiếp tục làm video bằng cách like và đăng ký kênh nếu thấy hữu ích nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Y Tử Vi, học bài thuốc Evergreen.